Chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại em đang ở vị trí là đường số 37 nha quý vị. Đây là thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ha. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị và các bạn mình một căn nhà mình ha. Nhà mình có diện tích là chiều ngang 5m ha và chiều dài là 18m nha quý vị. Và nhà mình được thiết kế là một trệt hai lầu nha quý vị. Có công năng sử dụng là một phòng khách, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh và một bếp ha. Đây là quang cảnh của cái đường số 37 mình nè. Nhà mình là có hướng là hướng nam nha quý vị. Đường số 37 mình là có lộ là 7m5 nha. Và có cái lề là 3,5m nha quý vị. Đây là thuộc khu đô thị Phú Cường ha. Trước mặt mình này là, đây là quang cảnh của cái đường số 37 nè. Hướng này là mình thông ra ngoài đường Tôn Đức Thắng đó ha. Trước mặt mình là đường Tôn Đức Thắng nè. Và mình có một cái view biển nha quý vị. Còn cái hướng bên đây là mình thông ra ngoài đường 3 tháng 2 ha. Và mình kế chợ An Hòa nha quý vị. Đây là vị trí ngôi nhà của mình nè. Nhà mình là khu Seaside House nha quý vị. Bước vô căn nhà thì có một cái cổng chính là 4 cánh ha. Đây mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mình ha. Ở nhà mình có cái lộ là 7,5m nha. Và có cái lề là 3,5m. Bước vô thì mình có một cái không gian của cái phòng khách nè. Nhà thì thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Đây là không gian của phòng khách nè ha. Còn trần nhà thì được đóng là phong thạch cao ha. Rồi bước vô tiếp thì mình có một cái cầu thang lên tầng 1 ha. Và bên đây mình có một cái toilet nè. Đây là không gian của cái toilet ha. Toilet mình cũng rất là hiện đại nha quý vị. Hàng cao cấp ha. Đây là không gian của cái toilet nè. Và bên đây là không gian của bếp ha. Nhà thì một trệt hai lầu nha quý vị. Mâm thì mâm đúc. Đây là không gian của cái bếp mình nè. Còn trần nhà thì được đóng là phong thạch cao ha. Nhà thì nhà mới 100% nha quý vị. Bước vô thì mình có một cái, đây là không gian của cái sàn nước ha. Sàn nước mình làm sân phơi rồi đó. Đây là không gian mình, còn đây là mình cũng được 2m nha quý vị. Còn bước ra thì mình đi lên bậc cầu thang lên lầu 1 nha. Đây là mời quý vị lên tầng 1 tham quan ha. Cầu thang mình thì mặt thì cầu thang ốp đá hoa cương nha. Tay vịn thì kính bồi ly cường lực. Đây là không gian của đường đi lên cầu thang ha. Rất là rộng rãi nha. Cầu thang mình được thiết kế là 1m2 nha quý vị. Đây bước vô thì mình có một cái không gian của cái phòng ngủ số 1 nè. Phòng ngủ số 1 mình cũng rất là rộng ha. Bên đây thì mình mở cửa lấy gió vô nha. Còn trần nhà thì được đóng là phong thạch cao ha. Nhà thì đang được chào bán với giá là 4 tỷ 300 triệu nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 1 nè. Phòng ngủ số 1 mình có một cái toilet trong luôn ha. Toilet trong mình có vòi sen tắm đứng rồi ha. Lavabo, bàn cầu, chậu rửa mặt nè. Gạch thì được ốp tới trần nhà ha. Còn toilet thì được đóng ở phong thạch cao ha. Và đèn âm trần. Bước qua thì mình có một không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 mình cửa thì cũng là cửa nhôm sinh pha nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nè. Phòng ngủ số 2 mình có ban công ra nè, mở cửa lấy gió vô ha. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nè. Trần nhà thì cũng được đóng là phong thạch cao nha quý vị. Còn bên đây là không gian của cái toilet trong nè. Toilet này cũng giống như toilet phòng ngủ số 1 ha. Cửa toilet thì được là cửa nhôm sinh pha nha quý vị. Đây trần nhà thì được đóng là phong thạch cao. Đây mình mở cửa ra mình có một cái ban công ha.
ngồi ngắm cảnh, ngồi ngắm view biển nha quý vị. Đây là ban công mình nè, trước mặt mình là cái view biển đó. Đối diện cái view biển mình nó có khu đô thị Phú Quý gì đó quý vị. Rồi mời quý vị lên tham quan tầng 2 nha. Đây là mình không gian mình bước lên tầng 2 nè. Tầng 2 mình cũng vậy. Tầng 2 mình ở đây thì mình có một cái giếng trời ha. Đây là không gian của cái giếng trời nè. Để lấy gió vô ha. Mặt cầu thang này cũng được ốp đá hoa cương nha quý vị. Đây là không gian của cái giếng trời mình nè. Bước vô thì mình có một cái phòng ngủ số 3 nè. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 ha. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 mình nè. Phòng ngủ số 3 mình là cũng có đèn âm trần nha. Và la phong thì được đóng thạch cao. Phòng ngủ số 3 thì cũng có toilet trong luôn nha quý vị. Đây là không gian của cái toilet nè. Có cửa kính, có bàn cầu lavabo rồi hiệu inox ha. Rồi bước tới thì mình có một cái phòng ngủ số 4 nha. Đây là không gian của phòng ngủ số 4 nè. Phòng ngủ số 4 mình có mở cửa ra cũng có ban công luôn nha quý vị. Phòng ngủ số 4 cũng rất là rộng ha. Và trần nhà thì cũng được đóng lớp phong thạch cao nha. Và đèn thì đèn âm trần. Và ở đây thì mình có một cái không gian của cái toilet trong luôn. Toilet thì cũng giống như phòng ngủ số 3 ha. Trần nhà thì cũng được đóng lớp phong thạch cao và đèn âm trần nha quý vị. Bước ở đây thì mình có một cái ban công nè. Ban công ở đây mình ngắm biển rồi được ha. Nên trước mặt mình là cái đường Tôn Đức Thắng đó nha quý vị. Nhà thì đang được chào bán với giá là 4 tỷ 300 triệu nha quý vị. Còn quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Giá thì em có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân.